Nhìn nhìn. Bổi cũng lên. Nào, mình xem mày cháy được khỏe hơn không. Tầm này mày nhảy vào sập, nó dụng cho đánh cho lý mẹ mày tung lông. Ưu tiên con nào nhanh con đi được trước. Để cành đấy thì nó có một cành thôi Trường ạ, thì nó còn máu là phải nhảy luôn. Đúng. Chứ còn để những cái hôm trước anh để thử những cành thế rồi, lo cứ chuyển ra chuyển vào, khó, nó nhiều nhánh. Đúng rồi, chỉ cứ thế nhảy từ trên xuống. Đấy, là nó cứ đứng đấy thôi, đéo có chuyển lên chuyển xuống gì hết, đứng một chỗ, mau là sút. Trượt chân cả chết rồi. Đấy, cứ truyền thế là kiểu gì phải có lúc sút. Vô lý là gì có kiểu không sút được rồi. Đấy. Nhảy thôi. Ờ. Nhảy ra rồi. Từ xuống dưới kìa. Từ xuống. Lại lên giờ mà. Tôi tụng bèm vào luôn. Đấy, thế này kiểu gì chả chết. À, vô lý. Trên đầu còn con nữa này, tí khi phải mất. Cứ thế này rồi kiểu gì phải chết chứ. Nhảy, nhảy lại, cậu xa chân chết lắm. Nhưng bây giờ xào xếp để kia tôi treo cần gì. Ôi giời, tưởng nó bèm luôn. Để xem, ờ,